Ok, xin chào tất cả anh em mới vô cũng như đang xem live nha. Khải chúc anh em xem live vui vẻ nha. Và lần này thì Khải sẽ ép cái áo lên cấp 5, cấp 6 rồi đó. Và Khải sẽ lên đảo như nào. Đó, bắt đầu cấp 5. Vì cái áo cấp 5 này này Khải cho anh em xem thì cái đùi trắng, áo trắng và tay trắng thì anh em kêu không đẹp. Vấn đề thì ok, Khải tăng cấp nó lên. Đó. Đó, anh em thấy đẹp không? Khải sẽ lên cho nó lên cấp 8 cho nó đẹp, cho nó đỡ bị hư đồ. Đó. Đó, nó là như thế này anh em, cấp 6 này. Cấp 6 thì thăng pháp 105. Nói chung áo này đã mặc vào thì chắc là không gỡ được rồi. Lên cấp 7 cũng được, lên cấp 7, cấp 8 được, không lên cấp 10 được nè. Lên cấp 10 lên dán xe bào. Đó. Rồi, ok, như áo hiệp cốt luôn. Hợp lý chưa? 110 thăng pháp. Rồi. Như áo hiệp cốt luôn đấy, như anh em thích rồi đấy. Rồi còn mấy cái này Khải vứt lại để đỡ chặt rương. Xong lên đảo tăng thêm đam nha nè. Tạo giờ thì thiếu lực tay từ phi phân như này nọ nên là từ từ tính. Cứ lên đảo tăng theo kiểu này trước đi. Sau này lên phi phân tính tiếp. Rồi, bước mấy cái này qua. Khải sẽ cho lại anh em xem xếp đồ tổng quan kèm với nón mộng lăng mới ép cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Rồi. Nón ép cáo này thì bằng như cái thằng áo hiệp cốt đó. Đây này, áo hiệp cốt anh em không? Đó. Áo trắng và tay áo trắng và tay xanh đó. Rồi lên đảo nha anh em. Cấp 7 rồi, đúng rồi, cấp 7 được rồi. Lên cấp 8 nó giống dáng xe bào. Rồi, phương tường. Lên đảo, lên đảo. Lên đảo ép thêm đam luôn. Bước áo thứ 5 này. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mũ xấu quá. Cái mũ mộng long đó nè. Mũ này nó tốn 3 triệu bạc đó nè. Đừng có đùa. Cái mũ này tốn 3 triệu đó nè. Nhiều anh em thấy công nhận thì cái nón này nó xấu vãi lúa luôn nè. Xấu vãi lìn luôn nè. Nhưng mà nó được lại là hiệu ứng như Lai Thiên Diệp 2 cấp chống phái. Và kháng hỏa này nó sát thương thêm 79%. Thì bây giờ Khải, lực tay Khải càng cao thì cái điểm sát thương này nó sẽ úp cho Khải lên rất là tăng nhiều lực tay luôn nè. Nên là Khải vừa rồi là Khải từ thiếu lâm biến thái á. Giờ bây giờ Khải bắt đầu chuyển full down nha nam. Đó. Ok, mặc đồ vô. Đồ vô hết ngay tính sau. Đó, quá pin luôn. Mở đồ ngay. Đó, lên đảo cho anh em xem tổng quan xếp đồ. Đây, trước khi ép đồ, trước khi ép điểm cho anh em xem tổng quan. Đó, đẹp chưa? Đó, giống áo hiệp cốt cho nè. Đó, thấy chưa? Đẹp trai không? Khó đi Khải nha. Ok, ok, quên, đâm khó cho anh em. Khó chứ thôi, đừng nào vô lên hit mất xếp đồ gần 10 triệu nè. Sẽ đồ gần 10 triệu không ít đâu nè. Đó, mới muốn bình thường thì không ác, không còn khó. Rồi cứ khó đi, khi nào cần tính sâu. Có 100 xu thôi. Đó. Đây anh em ơi, Khải cho anh em xem lại tổng set đồ Khải tổng thở này. Nón này Khải ép hết ngày hôm nay, mất hết 2 ngày 2 đêm, mất 2 đêm 1 ngày. Mất 2 đêm 1 ngày thì Khải ép được nón này với cái chi phí đó là 6 mảnh gần 7 kim. Cứ một mảnh ép ra một mảnh từ số 1 đến số 6, cứ một mảnh từng đói là gần 7 kim Việt Nam đồng. Đó, gần 7 kim Việt Nam đồng. Và 7 kim nhân cho 6, nhưng nãy Khải nói là 7 kim nhân cho 6 mảnh thì Khải tốn hết 42 cục kim nguyên bảo. Và server này cục kim bảo tương đương 70k Việt Nam đồng. Thì Khải ép cái nón này hết 2.940.000. Và may mắn thay là Khải được 2 cấp Như Lai Thiên Diệp nha nè. Nên là Khải vừa đặt mắt 101 luôn. Tại vì Khải chỉ cần mang một phi phong kỹ năng 1 cấp nữa thôi thì Khải đạt được Như Lai Thiên Diệp, là đạt mắt tốc độ đánh của Thiếu Lâm, binh nhất của Thiếu Lâm so với hiện tại bây giờ là binh nhất là 101 nha nè. Đó, chưa không lên được 126 đâu nè, chỉ 101 thôi. Đó. Dây chuyền này. Xếp đồng bang này. Xếp đồng chung này Khải ép là 4 triệu 2. Đó, cái nón là 3 triệu đây, xếp đồng bang này khoảng 4 triệu đây, là 7 triệu. Bao tay này Khải mua 3 triệu rưỡi. Có người anh em bảo donate Khải một nửa tiền của bao tay này là 1 triệu 5, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa donate bao tay này. Đó, khá là buồn vô vấn đề này, anh em cứ mua bảo mua đồ đây donate cho nửa tiền mà chưa thấy donate. Đó, thì bao tay này 3 triệu rưỡi nữa. Đai lưng này Khải mua 30 kim là 2 triệu nữa. Thì bao tay này 3 triệu rưỡi với đai lưng này 2 triệu là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi với cái nón này 3 triệu là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi với kèm với set đồng bang này 4 triệu nó 12 triệu rưỡi. 12 triệu rưỡi với đôi giày này Khải vừa ép 500k nữa là 13 triệu. Cái đao này hiện tại bây giờ chỉ còn giá khoảng 1 triệu thôi là 14 triệu. Nón này nữa, nói chung là tổng set đồ Khải tương đương khoảng tầm 15 triệu quay đầu anh em ơi. Hồi trước cái đao này á 10 triệu, cái đao này đầu tiên server có người trả 10 triệu không bán nữa. Cho đến bây giờ thì nó chỉ còn 1 triệu thôi. Nó chỉ còn 1 triệu thôi, khá là nhỏ cho một cái đao xanh mắt ộp của Khải hồi xưa. Quá đáng tiếc, nhưng mà không sao, mình chấp nhận không bán thì mình chấp nhận để mình xài thì mình không tiếc nữa mà. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng tăng điểm và kiểm tra lại cái lượng đao cho anh em xem nha. Ok, Khải tăng hết cái lượng này cho anh em xem. Khải này hết nhỏ rồi. Ok, cái nón đẹp anh em ơi. Nón đó là quá đẹp rồi. Mừng quá mừng anh em ơi. Nón đó quá đẹp.
Đúng rồi, không ăn kiếm nhẫn gì nam. Kiếm nhẫn thì xếp đồng bang với lại kiếm một nhẫn thì nó đâu kích được đủ xếp hồng kiều môn phái nè. Không kích được. Nên đừng có kích một cái nhẫn nhẫn làm gì. Tôi đã nét 10 triệu đồ gì, vãi cái nồi 10 triệu nào. 10 triệu nào, bậy quá, chưa thấy ai đâu nét 10 triệu nha. Chỉ đó mới anh đoàn thành mình đoàn nét 1 triệu thôi. Đó, anh nói là anh làm liền nè, anh nói là anh đoàn nét ngay luôn. Cảm ơn anh một lần nữa nha. Rồi, hiện tại bây giờ những sự kiện đào khai tăng nằm mắt anh luôn em ơi. Kiếm cái đào xấu dòng hồi thời ép nữa. Không. Ok, cái đào hồi thời xấu dòng thì sẽ ép cho anh em đọc nữa là hợp lý luôn anh ơi. Ép cho anh quân binh hợp lý luôn á. Rồi. Rồi xong, xong điểm cho anh em. Đó. Vừa đủ điểm luôn, qua pin luôn. Và bây giờ Khải sẽ ra bên ngoài và test cho anh em xem thử lượng đam như thế nào. Đây, đài máu chưa bao nhiêu. Máu hiện tại chưa tăng điểm sinh khí vào thì được 3k2. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ tăng máu 200. 200 là 7k. Xin sức mạnh. Sức mạnh chắc chắn phải 5k rồi nè. Tầm này đỡ chuyên đam sức mạnh. Wow, lực tay 6k6. Chưa phi phong, chưa hết mà sao lực tay 6k6 thì quá đẹp. Tay 6k6. Rồi, pin 6k6. Máu. Máu thêm 65 là lên 300 này. Máu 9k. Máu 9k với cái xe bờ kéo xe máu 9k hơi bị thốn rồi nè, hơi bị ít đấy. Ít nhất phải 12k thì bom máu nó vừa lên và hiệu ứng cũng khá đẹp. Vì 12k vô nghe mi nó là đẹp anh em ơi. 12k vô nghe mi lên 16k là hợp lý. Tại vì lúc trước Khải có cầm sói 12k thì khá là trâu. Rồi 12k theo ý Khải đi. 39 đó. Ở 11k. 11k. Rồi 11k 39. 1k cái này thì lên được. 600 lần. Cố gắng ok, Khải sẽ cố gắng lên 6k7 lực tây. 6k7 lực tây. Và sau này mang phi phong và này nọ nó sẽ lên đam rất là nhiều nha nè. 6k7 lực tây đi. Còn lại máu nha nè. Trời ơi, 6k7 lực tây quá chất luôn. Rồi, 535. Quá pin. Rồi, hợp lý. Sao vui thường chạm có 25 cấp nhỉ? Vui thường chạm 25 cấp là tại vì Khải có cái bao tây này anh em. Bao tây 2 cấp, 3 cấp mà. Đùa hoài người anh em Mai Long Khánh. Này anh em, bao tay Khải khá đẹp luôn. 2 cấp, 3 cấp, 30 kháng hỏ. Đó, đẹp chưa? Và đai lưng này. Đai lưng này thì đó. Nón. Đó, ok không em? Quá chất luôn. Quá đẹp. Sẽ đồ quá đẹp là xuống ngựa chém mà. Hiện tại bây giờ Khải thiếu một kỹ năng nữa từ cái phi phong nữa là đạt tốc 101 nè. Hiện tại bây giờ thì chưa đạt móc 101 tại vì thiếu một điểm kỹ năng vào kỹ năng vùng có một cấp nữa. Thì cái điểm trong phái này như là thiên diệp nó sẽ lên 36 cấp. Thường thường anh em có chơi nhiều cho lắm anh em sẽ biết. Khi nào mà Thiếu Lâm muốn đạt tốc 101 á, khi nào Thiếu Lâm muốn đạt tốc 101 ít nhất cái trong phái mà lên 36 cấp mới đạt 101 nha nè. Đó. Còn gì chơi tầm này không nhỉ vậy? Tầm này á, còn anh, tầm này thì nếu mà ok thì ra mua thu mua điểm vinh dự lên công phi dân nữa là hợp lý đó. Hiện tại điểm vinh dự thì em cũng năm nay em top 1 nữa, điểm em khá là nhiều. Phi dân khoảng 70k. 70k tương đương khoảng tầm 40 kim, khoảng tầm 3 triệu phi dân. Mà nghĩ đổi phi dân 3 triệu hơi thốn nha, đúng không anh em? Trời, chém khá là đông. Chém khá là đông. 2k máu. Đúng 2k máu như thế này á thì công nhận đánh khá là lực tay khá là tốt. Nhưng mà cái vấn đề mà đỡ gặp solo cho cái bang hơi căng nè. Đỡ Khải nói solo cái bang quấn rất khó. 10k, 11k. Kiểu này thì Khải nghiên cứu phải lên 12k máu một lý nè mày. 26, đúng rồi, 36. Đâu, đâu, bên này là thường thường là 6 cấp là đạt rồi. 6 cấp này nè không. Hiện tại bây giờ nè, 35. Chỉ cần cái móc cuối cùng là móc 36 thì nó sẽ nhảy lên 12 thêm tốc độ đánh. Đó là bục phân một lên đúng móc 36 thì sẽ lên 12 tốc độ đánh nữa nhé nam, thì là dư 101 luôn. 6 cấp là đạt rồi, 6 cấp là đạt rồi. Thằng lành nó hiện hồn được kiện Khải, đổi thêm đôi giày nữa thử anh Cubin ha ha. Đâu đôi giày gì, đôi giày lành đâu, giày lành đâu, không thấy. Ok giao lưu, ok cái giao lưu, ok giao lưu.
thiếu lâm này. Ok, để giờ đánh với solo với cái băng bóng như này mày. Cái băng bóng ok. Khả tăng giảm bớt lực tay, khả nghĩ lực tay 6-5 là hợp lý rồi này mày. Tay 6-7 cao quá. Cao nhưng mà mình không có máu phí quá. Suy nghĩ đến lại thì lực tay 6-5 là hợp lý rồi. 500 sức mạnh là thấy quá cao rồi. Nếu đến 550. 500 sức mạnh nha anh em. Rồi. Sức mạnh đi. Tại vì thiếu lâm đó, nó thắng người ta thì lượng máu nó phải nhiều thì nó mới thắng nổi người ta. Đúng rồi, tầm này không sợ cái băng rộng. Em chỉ sợ cái băng bóng thôi. Không sợ cái băng rộng em, cái băng rộng thôi. Rồi, hợp lý này, tầm này hợp lý này. Đó, tên kiểu này là gọi là 64 46, sinh khí 4. Rồi, tính ở đâu 3, 5, 3,5 và 6,5. Cần gì Khải thiếu tiền đâu ạ. Này là được rồi này, tên này hợp lý rồi. Giảm 200 lượng tây nhưng mà lượng máu anh em thấy hợp lý rồi. Hợp lý thì 535, ok. Nếu kiểu đó thì gặp cái băng bỏng giờ chết lắm. Ok, anh em thích 535 thì Khải tăng 535 cho anh em. Tại vì á, gặp cái băng bỏng với cái lượng máu này Khải nghĩ rất là giờ chết luôn. Bảo đảm luôn anh em. Cái băng bỏng nó quất 2 cái chỉ có thể làm thành. Rồi ok, ok. Rồi, theo anh em nha, cái nào người nào muốn tải lại Khải sẽ lên đảo tải lại với tốn 6 tinh thần anh em, không sao. Rồi ok, trước khi kết thúc video cái video này thì Khải sẽ cho anh em xem lại một lần nữa xuống đảo anh em ơi. Ok, 26 cái min ơi. Cho anh em xem đồ nha. Đó, như nãy Khải chốt thì tổng sức đồ của Khải tương đương 15 triệu Việt Nam đồng anh em ơi. 15 triệu Việt Nam đồng. Nói nhanh gọn thì cái ép cái bộ ăn băng này Khải tốn 4,2 triệu. Đó, 4,2 triệu cái nón xét ăn băng này. 4,2 triệu. Rồi, cái nón này Khải vừa ép tốn hết 3 triệu. Đó. Cái bao tay này thì Khải mua 3,5 triệu kèm với đai lưng này 2 triệu nữa. Đó, bao tay thứ 02 cấp anh em, 2 cấp 9 nít nha anh em. Đó, 3,5 triệu và đai lưng này Khải mua 2 triệu là 30 kim. Và cái đao này thì hồi xưa là người trả Khải 10 triệu Khải không bán. Cho đến bây giờ thì nó chỉ còn tầm 1 triệu hơn thôi. Chúng tiếc quá thôi, để dành xài luôn nè. Đó, còn sau này Khải tìm được cái đao tím nào đẹp đẹp kim thì Khải sẽ ép đôi đao tím 6 dòng cho em xem. Rồi, một đôi giày mới ép, vừa ép hết tốn hết 500 nghìn Việt Nam đồng. Tốn khoảng tầm 8 kim. Đó. Đúng rồi, mặt nạ phi phong lên 8k lực tay là chuyện bình thường luôn á, Hà Đức Tình ơi. Lúc trước em thấy không, Khải mang phi phong 1 cấp và mặt nạ 1 cấp nữa là thành 7 kỹ năng cũng có đi. Không đâu, thành 5 kỹ năng cũng có đi. Kèm theo cái này nữa trời ơi, lực tay Khải lên 8k là bình thường luôn nè. 8k là bình thường luôn nè. Bán 15 triệu tới mức luôn Khải ơi. Trời ơi, anh Thục Nguyễn Xuân ơi, không bán được. Em đầu tư rồi, em để em chơi thôi. Nếu anh thực sự mua thì em có thể suy nghĩ rồi này. Thực tình em mới lên, em chưa kịp trải nghiệm top 101 của Thiếu Lâm, full 101 của Thiếu Lâm luôn. Nên em không thể nào bán được ngay bây giờ đâu. Đó. Đó anh em. Hiện tại bây giờ là Khải thiếu một cái một phi phong nữa thôi thì Khải lên. Đó. Ok ok ok. Ok ok. Rồi, có phi phong rồi anh em à. Giờ lấy tiền dịch cái phi phong thôi. Lên 101 nha anh em. Ok, anh em mình cũng xuống đảo anh em ơi. Đó. Ok chưa? Với hướng này thì tăng điểm này là gọi là 37 anh em à. Sinh khí 3 và sức mạnh 7. Đó. 64 tầm tầm 64 tầm đó. 37 còn chưa tới. Hãy xuống đảo đấy. Ok. Lấy phi phong cho anh em xem luôn. Không cho anh em xem luôn. Thôi. Ôi trời, hết kim rồi, đi lấy kim rồi anh em ơi. Hết kim luôn. Áo quá, hào quá, hết kim luôn rồi. Còn ít kim. Cương Dương Nam này, Khải đi rút kim đấy. Chưa có anh em ơi. Đao kiếm 5 dòng được rồi à. Giờ mua được phi phong kỹ năng mực nạ nữa mà mạnh như phần tổ luôn. Đúng rồi, tao lọc vỏ rồi. Tại bây giờ chỉ thiếu hai cái là mình mua thêm hàng ngày thôi. Tại vì nó hai cái món này sử dụng thêm thời gian anh em. Phi phong mình 3 ngày, mực nạ cũng 3 ngày. Đó. Tại bây giờ Khải mua mực nạ anh em ơi. Khải mua mực nạ này. Còn 10 kim cuối cùng rút luôn, tiêu hết luôn, hết tiền luôn rồi. Rồi ok. 10 kim là tương đương 700k Việt Nam đồng anh em. Đó, cứ vậy mà tính lên. Giao dịch. Lương sơ 500 xu luôn. Rồi. Mặt nạ này Khải mua 400 xu 3 ngày. Cũng giống như phi phong. Rồi. Và bây giờ thì lương này và công này. Ok anh em ơi, có mặt nạ là đạt 101 anh em. Chạy có ngừa phèn vơ gà lờ. Hiện tại bây giờ, ôi cái gì vậy? Mặt nạ Khải. Ôi. À ok then. À anh này anh không lấy mặt nạ anh em. Ok then ơi. Anh không tính tiền mặt nạ anh em ơi. Anh này chơi khá là chất luôn. Nói chung là bang mình cũng có khá nhiều anh em chơi.
chơi cho vui vẻ thì vui vẻ thiệt, nhưng mà những người này chơi họ không tính toán, cảm giác rất là thân thiện anh em. Đó, cảm ơn anh. Bữa nào vô Sài Gòn mùng 8 này đi chơi Vũng Tàu chứ. Rồi, mặt nạ anh em ơi. Rồi, ra búp cho anh em xem phát thử như thế nào anh em ạ. Chạy con người trắng đời gì lại vân tiêu đi. Ok anh em ơi. Rồi, đúng đặt 101 anh em ạ. Tính hết rồi. Ủa, 11 đánh nhanh anh em xem này. Anh em xem cái chém đao 101 này anh em thấy không? Hai vầng trăng đi liền với nhau. Hai vầng trăng đi liền với nhau anh em thấy chưa? Chúng men chưa? Đó. Thấy anh em thấy tóc 101 chưa? Này, hai vầng trăng đi liền với nhau thấy chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta tháo cái mặt nạ ra cho anh em xem cái sự khác biệt giữa 101 và cái tốc độ đánh đặt mốc 81 nó khác như thế nào. Đó. Đây nè, hãy cho anh em xem hai sự khác biệt cực kỳ thốn luôn nè. Nên là á, Thiếu Lâm đặt 101 gọi là mắt pin của Thiếu Lâm rồi. Nếu như lên 126 á, là trừ khi mang được cái đao Hồng Kiều Môn Phái tốc độ cao và tiếp tục tăng như La Thiên Diệp 3 cấp nữa đi thì mày ra mới đặt 126 như nè. Rồi lên được đây nè, tiếp tục nè. Giống đầu tốc độ đánh còn 90. 90 thì tại vì không đủ cái như La Thiên Diệp 35, 36 nên là chỉ đặt mốc 81 thôi nè. Và anh em xem tóc 81 với lại tóc 101 nó khác hoàn toàn một vật như nè. Đây nè, anh em xem nè, khác hoàn toàn một vật luôn. Đây, đây là tóc 81 nè, chém nè. Đó, anh em thấy bằng tranh không? Khá là xì đa. Trời, bằng tranh này chém biết nào chết người. Em thấy chưa? Đó, bằng tranh này biết nào chém chết người nè. Cứ một vòng nè. Này, anh em xem nè. Đây là hiện tại đang đạt tóc 81 nha mọi người. Đàn tóc 81 thì Thiếu Lâm nó quá là phèn luôn. Thì anh em, nếu anh em nào mà chuẩn chơi Thiếu Lâm biết cách chơi Thiếu Lâm phèn không? Anh em thấy phèn không? Vì cứ một đao ra biết cái nào chém chết người ta được. Đó. Bây giờ mang lại cái mặt nạ cho anh em trải nghiệm 101, một sự khác biệt hoàn toàn luôn nha anh em. Có thể gọi là tăng gấp đôi đam cho khi Thiếu Lâm đặt 101 luôn ấy. Đây. Hiện tại bây giờ anh em thấy không? Cứ một bằng chăng thôi đúng không? Búp lại ngay lên này, 101 ok chưa? Cuốn mình mà nè. Đây. Anh em xem vòng trăng, hai vòng trăng nó dính liền lại nhau này. Đó, em thấy chưa? Khác gì đơn giản Thiếu Lâm đang tăng thêm hai lực tay rồi, chuẩn chưa? Chắc chắn của em này Thiếu Lâm tăng hai lực tay chưa? Đó, ít hai chưa? Đơn giản em gọi đơn giản cái này gọi là ít hai cho Thiếu Lâm luôn đó. Tại vì hai vòng trăng nó đi liền với nhau. Đó. Đó là cách chơi Thiếu Lâm đó nè. Là phải làm gì làm ít nhất phải đạt 101, chuẩn bên chưa? Chuẩn ban chưa? Đó, nó khác hoàn toàn luôn đó. Còn nếu mà rút cái mặt nạ ra đạt tốc còn 81 thôi. Chém một phát một đến phát thứ hai. Cứ ngập gần một tia thì không bao giờ được. Còn cái này á, cánh phát 1 đam bục phát 1 cứ 2 tia, 2 phần trăng ra liên tục. Là đơn giản, chỉ cần đạt móc 101 thôi thì chúng ta đã có thể gọi là ít 2 đam của Thiếu Lâm lên rồi. Đó nè, ok bây giờ Khải đi solo anh em xem. Anh em xem video đừng quên cho Khải một like nha. À, Khải trên năm bao nhiêu rồi, Khải trên năm 90 nha anh em ơi. À, đúng rồi, Thiếu Lâm đạt 161 nữa. Ở bên ngoài đạt 161, Tông Kim 261 nữa. Chém nát Tông Kim luôn, chuẩn luôn. Đó không phải cãi luôn này. Mắt pin của nó đạt tóc của Võ Lâm truyền kỳ luôn rồi. Đó khỏi phải chờ nữa. Thiếu Lâm đặt 161 bên ngoài và vào trong đặt 261 251 nữa thôi, ai chịu nói. Ok giờ solo nha anh em ơi, giờ đến chiến thuật đi solo nha.